Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bản Thể Thao Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính cho ngày hôm nay Xác nhận mẫu đón siêu tân binh trong tháng này Xác định bộ đôi thay Varane và Casemiro Mẫu chuẩn bị đón phiên bản mới của Ten Hag đúng thứ quỷ đỏ cần Và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem Xác nhận mẫu đón siêu trung vệ trong tháng này Manchester United là một trong những câu lạc bộ đang theo dõi bộ đôi Almane Dimande và Goncano Inacio của Sporting Lisbon cả hai cầu thủ này được cho sẽ ra đi vào mùa hè năm nay. Cặp trung vệ của Sporting Lisbon đóng vai trò quan trọng trong mùa giải này. Đó là lý do tại sao Sporting Lisbon đang quang giải vô địch quốc gia hơn Benfica tới tận 10 điểm. Tờ Record đưa tin rằng Sporting Lisbon đang tìm kiếm một trung vệ mới vào mùa hè năm 2024 trong bối cảnh cả Dimande và Inacio đều có khả năng ra đi. Đặc biệt, nguồn tin trên khẳng định quỷ đỏ nhiều lần cử tuyển trách viên đến theo dõi các trận đấu của Sporting Lisbon để trinh sát Inacio trong suốt mùa giải vừa qua. United có thể đầu tư ít nhất vào một trung vệ trong mùa giải này. Kylian Mbappé đã ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết hạn hợp đồng. Theo tờ Abonoa, Man United đang lên kế hoạch chi 60 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Inacio, nhưng quan trọng hơn, tờ Record khẳng định Man United sẽ thực hiện điều đó ngay trong tháng này, hay nói cách khác, Quỷ Đỏ có thể đón tân binh trước tháng 7 năm 2024. MU xác định bộ đôi thay Casemiro và Varane. Truyền thông Anh cho hay đội chủ sân Old Trafford đang dần mất kiên nhẫn với tiền vệ người Brazil. Chứng kiến phong độ thất thường nơi Casemiro, Man United đang lên kế hoạch thay thế cựu sao Real Madrid, trong đó tiền vệ Amada Onana của Everton là một trong những mục tiêu hàng đầu được quỷ đỏ nhắm tới. Thậm chí trong thông tin cập nhật mới đây từ The Sun, đội chủ sân Old Trafford đang đẩy mạnh tiến độ đàm phán với Everton nhằm sở hữu ngôi sao người Bỉ trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal cũng như Chelsea đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Onana. Về phần Everton, đội chủ sân Goodison Park cũng bật đèn xanh để cầu thủ 22 tuổi rời đi trong tương lai gần. Bởi đội bóng vùng Merseyside đang gặp rắc rối liên quan đến quy tắc lợi nhuận bền vững của ban tổ chức ngoại Anh. Theo đó, năm 2 triệu bảng có thể là điều kiện để Man United sở hữu Onana. Bên cạnh đó, MU cũng đã lên kế hoạch tìm kiếm phương án thay thế cho trung vệ người Pháp Raphael Varane. Cựu giám đốc của Everton, Kevin Wenet, định giá Rara Brongate lên tới 100 triệu bảng trước sự quan tâm từ MU và Real Madrid. Phát biểu trên podcast Insider Chắc của Football Insider, vị này đã gọi Brongate là một tài năng lớn tại Goldenson Park và khẳng định mức giá của anh có thể tăng vọt. Bronquist đang thu hút sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn khắp châu Âu, thậm chí cả Real Madrid ở tuổi 21, anh đã lọt vào top trung vệ xuất sắc nhất ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Everton tuyên bố sẽ chỉ đồng ý nhà người nếu nhận về 85 triệu euro. MU đại tư đội hình rõ số phận của Mason Mount ở Old Trafford. Theo báo chí Anh, MU thời kỳ nguyên mới Sir Jim Ratcliffe có những thay đổi cực mạnh bắt đầu từ mùa hè này ở khâu chuyển nhượng. Vì tỷ phú hào giàu sẽ tìm cách thanh lý mạnh đội hình trước rồi mới mang về những bản hợp đồng mới cho quỷ đỏ. Các sao đội một được điểm danh có khả năng rời Old Trafford gồm có Christian Eriksen, Casemiro, Harry Maguire, Cody McTominay, Aaron Wan-Bissaka và Victor Lindelöf. Bên cạnh đó, các cầu thủ đang được MU đẩy đi theo dạng cho mượn là Jadon Sancho, Donny van der Beek, Facundo Benici, Brandon Williams cũng sẽ được ra bán triệt để. Theo ghi bởi Mi Sport, một bản hợp đồng tốn kém của MU là Mason Mount gia nhập MU vào mùa hè với giá 60 triệu bảng. Tuy gây thất vọng lớn nhưng không có khả năng bị bán đi. Lý do Sir Jim Ratcliffe và đội ngũ của ông tin rằng Mason Mount sẽ thích nghi với MU và chứng tỏ được khả năng hơn một khi anh hoàn toàn khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Sir Jim Ratcliffe ưu tiên những người trẻ trong MU và Mason Mount có điều đó. Chưa kể nếu vội vàng bán anh trong thời điểm này sẽ khiến Quỷ Đỏ phải gánh khoản nợ không đáng có. Mason Mount là bản hợp đồng đầu tiên của MU ở chuyển nhượng hè năm 2023 với thỏa thuận có thời hạn 5 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Anh được kỳ vọng rất nhiều nhưng không đáp ứng được, chơi chặt vật và sau đó vận nợ với chấn thương mẫu chuẩn bị đón phiên bản mới của Ten Hag đúng thứ quỷ đỏ cần. Khi được hỏi về hy vọng là đủ sự thống trị của Manchester City và Liverpool, ông đã đưa ra lời tuyên bố rằng thời đại của họ sắp kết thúc. Với việc Ruben Kadov đã rời Liverpool vào đầu năm nay, Ten Hag đã đi nửa nửa chặng đường cho sự dự đoán của mình. Câu hỏi lớn là tại sao liệu kỷ nguyên của Erik Ten Hag có tiếp tục hay không khi chủ mới của MU là tập đoàn Ino đến với câu lạc bộ. Tuần trước, tập đoàn Ino đã quyết định giữ Erik Ten Hag làm huấn luyện viên sau hàng tuần cân nhắc. Đây rõ ràng là tin vui đối với ông. Eric Chan đang làm việc trên đài truyền hình Hà Lan đưa tin về Euro 2024 và đã làm sao có tình hình của mình tại câu bộ. Theo đó, ông đã tiết lộ việc tập đoàn Ino đã bay đến gặp mình vào kỳ nghỉ hè ở Ibiza để báo tin vui. Quý đó đã đàm phán với ứng cử viên khác trước khi kết luận Eric Ten Hag là người tốt nhất. Eric Ten Hag kể lại, Manchester đã nói với tôi rằng họ đã nói chuyện với Thomas Tuchel, nhưng cuối cùng họ đi đến kết luận rằng họ đã có người quản lý giỏi nhất. Tập đoàn Ino đã dành thời gian cho họ, họ là những người mới trong bóng đá. Việc suy ngẫm về một mùa giải là điều bình thường, không có gì bí mật khi họ nói chuyện với nhiều ứng viên. Khi được hỏi về một thỏa thuận mới, Eric Ten Hag cho biết mọi thứ vẫn diễn ra rất thông thả. Và tôi vẫn phải tìm một thỏa thuận mới cho hợp đồng mới, điều này là không dễ thực hiện, chúng tôi sẽ phải nói chuyện về vấn đề này. Có rất nhiều lời chỉ trích dành cho Eric Ten Hag không chỉ xuất phát từ kết quả trên sân mà còn từ việc ông tỏ ra khô khan trong các cuộc họp báo trước và sau trận đấu. Huyền thoại câu lạc bộ Peter Schmeichel gần đây đã nói, đó là một trong những vấn đề của anh ấy khi thực hiện các cuộc phỏng vấn sau trận đấu, tôi không chắc anh ấy biết chính xác phải nói gì. Tôi không nghĩ anh ấy giỏi vụ đó, hiếm khi người ta thấy được cá tính của Eric Ten Hag trong các cuộc họp báo đầu tiên, nhưng bây giờ khán giả có thể bắt đầu nhìn thấy một Eric Ten Hag thực sự. Ông đã nói một cách tự tin về tình hình của mình với đài truyền hình Hà Lan, thậm chí nói về tập đoàn Indo như một người mới trong bóng đá, ám chỉ sự thiếu kinh nghiệm của họ. Chiến thắng tại FA Cup đã thổi luồng gió mới vào cánh buồm của Eric Ten Hag, ông đã phát biểu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin sau trận chung kết. Hai danh hiệu trong 2 năm là không tệ, ba trận chung kết trong hai năm cũng không tệ, nếu họ muốn tôi đi thì tôi sẽ đi nơi khác để giành những danh hiệu, vì đó là việc làm của tôi. Manchester United là một nơi khó làm việc, người hâm mộ đã thấy điều đó trong nhiều năm qua. Những gì câu lạc bộ cần là một người huấn luyện viên có thể chỉ huy đội hình, có thể nói chuyện một cách tự tin để tiếp thêm sinh lực cho người hâm mộ. Với sự tự tin ngày càng tăng của Erik ten Hag, Manchester United có thể trở thành một nơi thú vị nhiều hơn trong mùa giải tới. Hãy xem sự tự tin của Erik ten Hag có thể truyền cho các cầu thủ hay không. Ten Hag thừa nhận Rashford không xứng đáng tham dự Euro, chia sẻ trong buổi phỏng vấn với NOS. Huấn luyện viên Erik Ten Hag cho rằng Gareth Southgate đã đúng khi không triệu tập Marcus Rashford và Jack Grealish nên tuyển Anh tham dự Euro năm 2024. Ten Hag nói, Jack Grealish và Marcus Rashford đều chơi không tốt ở mùa giải này và khi bạn chơi không tốt, bạn có nguy cơ không được chọn vào đội tuyển quốc gia của mình. Huyền thoại MU muốn Mason Greenwood trở lại đội tuyển Anh. Trả lời phỏng vấn với Express, cựu tiền đạo Teddy Sheringham khẳng định ông rất muốn Mason Greenwood gia nhập một tốt và gây ấn tượng để có cơ hội trở lại đội tuyển Anh trong tương lai. Teddy Sheringham bình luận Hiện Mason Greenwood vẫn thuộc biên chế của MU nhưng Quỷ đỏ không có ý định giữ chân tiền đạo 22 tuổi. Thật thú vị khi chờ đợi Mason Greenwood chơi tốt ở Juventus và được gọi lên đội tuyển Anh, khả năng cậu ấy trở lại đội tuyển vẫn là một dấu hỏi lớn, chúng ta sẽ phải chờ xem. Hai câu nói quan trọng giúp Ten Hag vượt bão giữ ghế ở MU. Chính những câu nói mang tính đánh đổi đã giúp Erik Ten Hag để lại dấu ấn ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua. Đầu tiên, quyết tâm đánh bại Man City để giành FA Cup. Giai đoạn cuối mùa 2023-2024 là khoảng thời gian đầy hỗn loạn của Manchester United và Erik Ten Hag càng thi đấu họ càng bị tuột khỏi những vị trí an toàn để có suất dự cúp châu Âu. Đành đánh đánh đổi số phận thông qua trận đấu duy nhất để quyết chiến với Manchester City ở trận chung kết FA Cup. Bởi nếu vô địch FA Cup, MU sẽ có suất dự Europa League mùa tới và trong tình thế hiểm nghèo, đây là điều kiện tiên quyết. Đến trước trận thắng tại Wembley, ít ai nghĩ Manchester United sẽ nằm lên chuyện. Tuy nhiên, ngay từ trận đấu cuối cùng ở ngoài Anh trên sân nhà Old Trafford, huấn luyện viên người Hà Lan đã quả quyết khẳng định với người hâm mộ rằng ông và các học trò sẽ làm mọi cách để đánh bại Man City và đưa cúp FA về phòng truyền thống. Rõ ràng sự kiện diễn ra sau đó thì cả châu Âu đều rõ, Manchester United đã quật ngã đoạt quân của Pep Guardiola đang quang FA Cup một cách thuyết phục bằng hai pha đập công của Alejandro Garnacho và Kobe Mendo. Chính việc nó được làm được của Ten Hag đã thắp lên một niềm tin lớn cho Old Trafford mà ở đó họ vẫn thấy một huấn luyện viên cam kết mọi thứ dành cho câu lạc bộ này dù trải qua một giải đặc biệt khó khăn. 2. sau chiếc công việc nói thẳng quan điểm. Dù trước hay sau trận chung kết FA Cup với Man City chưa giành hay đã đoạt được cúp FA về Old Trafford, tương lai của Erik Ten Hag vẫn bị đồn đoán rất nhiều phần hơn thuộc về quyết định sa thải Erik ten Hag. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh đến cuối cùng của Erik ten Hag là thứ vũ khí giúp ông vượt qua thời khắc cân não của sự nghiệp. Tập đoàn Ineo và Sir Jim đã quyết định giữ lại Erik ten Hag như một cách tái bổ nhiệm nhà cầm quân người Hà Lan. Erik ten Hag tiếp tục được chọn trước một loạt các ứng viên bao gồm Thomas Tuchel và Mauricio Pochettino. Và để có được điều này, huấn luyện viên 54 tuổi đã cứng rắn phát biểu sau trận chung kết FA Cup. Khi được hỏi về tương lai sau trận chung kết FA Cup, Ten Hag nói rõ: Hai danh hiệu trong hai mùa giải và ba trận chung kết Kết quả không có tại đúng không? Nếu Man United không muốn tôi nữa, tôi sẽ đi nơi khác và tiếp tục giành những danh hiệu. Đó là những gì tôi đã và đang làm trong suốt sự nghiệp cùng quân của mình. Những gì phát biểu sau khi đã có thêm danh hiệu tại MU cho thấy Eric ten Hag là người rất rõ về tiến trình phát triển công việc của bản thân. Eric ten Hag không nói sai khi trong vòng 2 năm, ông vẫn đưa câu lạc bộ đá 3 trận chung kết, giành được hai danh hiệu. Sự ghi nhận là rất rõ ràng và ứng ủng hộ từ cổ động viên càng lớn, buộc Sir Jim Takanip và tập đoàn INEO phải có cái nhìn sát nhất với thực tế. Ai có thể làm tốt hơn Eric Ten Hag ở thời điểm hiện tại với những điều kiện nhân sự chất lượng chung tại câu lạc bộ trong suốt thời gian qua? Hai câu nói của Erik Ten Hag đã đánh rất mạnh vào tâm lý người hâm mộ, cho giới chủ mới Sir Jim thấy được họ giữ ông là điều đúng đắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.